Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Prada đã được eShip.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của eShip.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được eShip.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và đã được kiểm tra một lần tại Mỹ rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp và kiểm tra một lần nữa, cũng như là cho các bạn có được những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay nhé. Bên trong chúng ta sẽ có một chiếc hộp đựng mắt kính đến từ Prada các bạn nhé. Và phía dưới sẽ là hóa đơn đến từ seller. Nguồn gốc sản phẩm rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Đây các bạn, nguồn gốc sản phẩm rất là rõ ràng. Tạm thời mình sẽ để chiếc bóp này qua một bên nhé, đi đến nhân vật chính. Trên cái lớp bọc giấy bên ngoài của chiếc bóp chính, chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp những cái thông tin về sản phẩm bên trong, như là mã sản phẩm nào, PR03ZS, và đây cũng là tên bộ sưu tập luôn, chuẩn UKCA. Mã màu ở đây sẽ là 13F07T Raffi Stone, có nghĩa là màu đá than chì các bạn. Blue Vintage là màu của trồng kính nè. Và chúng ta sẽ có size kính là 54, chiều dây căng kính là 140, đơn vị sẽ là mm. Ở phần bên hông tem thì chúng ta sẽ có tên tập đoàn Lusottica Group cùng với nhân dạng chữ là Made in Italy, khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu Prada này. Và hình của chiếc mắt kính màu sắc cũng được thể hiện ngay trên tem rất là chi tiết. Đây chính là đặc trưng riêng của những sản phẩm đến từ Lusottica Group các bạn nhé. Rồi, bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ đi đến nhân vật chính bên trong, chính là chiếc bóc này đây, đến từ Prada, một cái vân Saffiano rất là quen thuộc. Trước đây thì phần da, những cái họa tiết da Saffiano này đã chính là cái đặc trưng độc quyền của thương hiệu Prada các bạn nha. Ngày nay thì sau khi hết bản sáng chế thì rất là nhiều người đã sử dụng cái vân da này. Rồi nói về thương hiệu Prada thì mình sẽ giới thiệu lại một chút xíu cho những bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt được. Công ty này được Mario Prada và anh trai Martino thành lập vào năm 1913 với tư cách là một cửa hàng bán đồ da có tên là Brightelzi Prada ở Milan, Ý. Cửa hàng Prada thì bán các mặt hàng về động vật và nhập khẩu tủ hấp cùng túi sách của Vương quốc Anh. Hiện nay thì Prada đã là một cái hãng thời trang cao cấp của Ý, chuyên về túi sách da, phụ kiện du lịch, giày dép, đồ may sẵn, nước hoa, các phụ kiện thời trang khác. Đó chính là vài cái thông tin tổng quan nhất về thương hiệu này nhé, cho các bạn nắm bắt nhanh được. Còn bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ đi đến nhân vật chính bên trong. Bên trong chiếc hộp thì chúng ta sẽ có đây một chiếc túi vân da Saffiano rất là đẹp luôn các bạn. Phía dưới sẽ là một sách hướng dẫn đến từ Lusottica nè, và một chiếc khăn lau chuyên dụng đến từ thương hiệu Prada các bạn nhé. Đây, đây là cách mở hộp, mình sẽ mở từ nắp từ đây nhé, rất là đẹp luôn. Chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, mới 100%. Và ra họ bảo vệ hai chiếc càng kính này cũng rất là đơn giản thôi, bằng một cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính. Đồng thời mình sẽ lấy ra nhé. Đây các bạn, mới 100%. Và mẫu đang trên tay mình sẽ có tên là Prada Blue Vintage Men's Glass, một mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ thương hiệu Prada. Và nó sẽ có mã sản phẩm đầy đủ là 03ZS13F07T. Mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn nhé. Với độ rộng kính trên sản phẩm ngày hôm nay sẽ là 54mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của eShip.vn thì đều có một cái đường link hướng dẫn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn một số cái đặc điểm khác, như là hình dạng khuôn mặt nè, chi tiết hai bên thái dương này của các bạn nè, và cả phần form kính nữa. Đó là những cái yếu tố nó cực kỳ quan trọng luôn, giúp cho các bạn vừa chọn được thứ nhất là một mẫu kính hợp gu thời trang, thứ hai là nó phải mang lại cái trải nghiệm đeo thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính đó mới là phù hợp với bạn. Về màu trong kính trên mẫu này, chúng ta sẽ có màu Blue Vintage
thì cái màu này thì nó sẽ hơi ngả xám một chút xíu các bạn, nó hơi đậm á các bạn. Nên là nếu các bạn nhìn nghiêng ở các góc hoặc là các bạn ra ngoài trời nắng trực tiếp, chúng ta sẽ thấy cái màu nó sẽ lên đẹp hơn rất là nhiều. So với mình quay ở trong phòng thì cái điều kiện ánh sáng nó sẽ không thể nào ra được cái màu blue sậm như mà chúng ta nhìn thấy được đó các bạn. Đó, nó sẽ hơi nghiêng về màu xám vì cái điều kiện ánh sáng trong phòng và ánh sáng mặt trời nó sẽ khác nhau nha. Rồi, về khả năng thì của mắt kính trong kính này thì các bạn có thấy trên tem luôn 100% UV protection. Đây là cái một chức năng cơ bản của chiếc kính mát rồi. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng nó sẽ là chống mục tiêu UV 100%. Về cầu kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 19mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Tính từ điểm kính này, của điểm kính bên đây nha các bạn. Đây chính là phần cầu kính của chúng ta. Càng kính ở mẫu này sẽ là 140mm. Một chiếc càng kính cũng tương đối trung bình. Hầu hết kính râm và kính mát thì đều có những số đo kích thước được thể hiện bên trong càng kính bên trái. Thì tương tự như trên sản phẩm này chúng ta cũng sẽ có ở đây. Đầu tiên là về mã sản phẩm là SPR03Z này các bạn. Và thông số kỹ thuật là 5419. Sau đó chúng ta sẽ có mã màu phía sau. Đây là 13F07T nè. Và sau cùng là chiều dài càng kính thì họ đặt hơi ngược một chút xíu ha. Rồi phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Prada cùng với dòng chữ Made in Italy. Và sau cùng là một cái dòng số khá là nhỏ này, mình nghĩ là số series của sản phẩm chuẩn UKCA. Đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính này. Còn phía bên ngoài càng kính các bạn sẽ thấy ngay tên thương hiệu Prada Milano, biểu tượng logo của thương hiệu luôn, nằm rất là đặc trưng, rất là sắc nét ngay trên phần thân càng. Để các bạn, nó nằm rất là nổi bật luôn ở cả hai bên. Chúng ta đều sẽ có chi tiết này. Nó tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa và cực kỳ nổi bật từ các góc nhìn hai bên dành cho mẫu sản phẩm mắt kính này. Về dạng khung trên mẫu này chúng ta sẽ có dạng square rất là quen thuộc ha. Đối với kiểu kính dạng này nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt hơi tròn. Nó giúp tôn dáng khuôn mặt nè, làm cho gương mặt của bạn nó trở nên cân đối, thanh thoát hơn rất là nhiều. Đó chính là cái ưu điểm của loại khung này. Và đây cũng là một trong những cái dạng khung được sử dụng rất là phổ biến ở tất cả các thương hiệu luôn. Màu khung ở đây chúng ta sẽ có một cái màu sắc rất là đặc biệt, đó là màu Raffia Stone, tức là màu đá than chì. Với những cái phân đá này các bạn có thể thấy nè, cực kỳ thời trang luôn, nó mang lại cái nét cá tính và mạnh mẽ nam tính hơn rất là nhiều cho mẫu sản phẩm mắt kính ngày hôm nay. Chất liệu khung ở đây thì chúng ta sẽ có là nhựa plastic ha. Ưu điểm của loại nhựa này là đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và đáp ứng được cho nhiều lứa tuổi. Thường được để bên trong một cái lớp kim loại này, nếu các bạn để ý kỹ sẽ thấy nha. Đây cái phần kim loại bên trong này, nó nhằm tăng cái độ bền cho sản phẩm. Nó cho cảm giác đeo cũng khá là thoải mái vì có trọng lượng tương đối nhẹ. Đặc biệt thì nó rất là an toàn, không gây dị ứng cho da. Đây là một trong những cái vật liệu được sử dụng rất là nhiều trong ngành chế tác mắt kính. Và qua các góc quay các bạn có thể thấy sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay mới 100%, không hề có cái vết cấn, móp hay trầy xước phía trên phần khung hai bên ống kính nè. Tất cả các chi tiết đều còn mới 100%. Ở trên ống kính bên phải chúng ta sẽ có radar để các bạn dòng chữ tên thương hiệu được khắc laser ẩn rất là sắc nét luôn, cực kỳ đẹp. Đây là những chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà khi mà lựa chọn mua một chiếc mắt kính hàng chính hãng, các bạn nên lưu ý những cái vấn đề này. Khớp kính còn cực kỳ chắc chắn và dày dặn nha các bạn. Đó, mình sẽ mở ra cho bạn xem. Ở cả hai bên khớp kính rất là chắc chắn luôn. Tất cả các góc đều còn rất là hoàn hảo, mới 100%. Và tổng kết lại, chiếc kính râm này sẽ là một cái phụ kiện hoàn hảo cho bạn dù ở bất kỳ đâu, như là trên bãi biển, trên đường đến văn phòng hoặc là trong thành phố. Bạn sẽ được thu hút mọi ánh nhìn. Mẫu sản phẩm này sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2022 rồi, nhưng mà cho đến nay nó vẫn là một chiếc mắt kính mang đến dẫn đầu xu hướng các bạn nha. Đó, và đó sẽ là những cái trải nghiệm vô cùng hoàn hảo đối với chiếc mắt kính ngày hôm nay dành cho bạn. Qua đó cũng chính là những cái góc quay thực tế nhất, cũng như là những cái chia sẻ chi tiết nhất từ eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính Prada nói chung, cũng như là mẫu Blue Vintage dành cho nam ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có mức giá cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.